Này nước lèo hay nước biển? Thì nước lèo. Mặn chát luôn á. Tôi bán nào vợ có bao giờ mà nghe cái chuyện nước lèo bị mặn đâu. Hôm bữa tôi nghe nói là anh định mở quán hủ tiếu đúng không? Gì? Có khi nào á là... À, mẹ hiểu rồi, cậu bôi nhỏ. Hủ tiếu của tôi, cậu tới đây để nói với bà con nói sớm là hủ tiếu của tôi dở hả? Cậu phải. Tính cậu làm bá chủ thương trường hủ tiếu hả? Đâu nè, phải. Hủ tiếu tao từ hồi nào tới giờ đâu bị mất tiếng đâu, nghe. Bây giờ mày tới đây nè, làm xấu tao đó hả? Trời ơi, nó lại nó quậy bà đó. Đúng không anh Lâm? Ờ, đúng rồi, nó lại nó phá đó. Tư Hiếu bình tĩnh đi Tư. Hãy nghe con giải thích đi, đừng có nghe kẻ xấu dèm pha mà. Kẻ xấu dèm pha? Kẻ nào? Kẻ xấu đó là con của tao đó. Ê, bây giờ mày đứng ở đây mày nói một hồi với mày tin không? Cái tô hủ tiếu này nè, đập vô mặt mày đó. Dạ tiền nè chị, cảm ơn nha. Sao có thể gặp cô ta một cách dễ dàng như vậy? Cho tô hủ tiếu đi Tư ơi. Con An nó về kìa. Bạn cậu đó, đi qua ta bắt với nó đi. À, bữa hai đứa gặp nhau có nói chuyện với nhau rồi. Vậy hả? An, bạn con nè, đi qua nói chuyện với bạn đi. Ăn gì? Đây bán hủ tiếu, ăn hủ tiếu chứ ăn gì? Ok. Dạ mẹ, để con dẹp cho. Mẹ bưng cái này ra ngoài giùm con nha. Sao con không bưng ra đón tiếp bạn luôn? Còn đêm ta bữa gặp đây bắt mặt mừng rồi. Hai con nghiện nha. Dạ, cảm ơn Tư. Dạ, thơm quá thơm. Thử miếng coi. Trời ơi, giết người. Cái gì mà giết người? Này nước lèo hay nước biển? Thì nước lèo. Mặn chát luôn á. Cái gì mà mặn? Tôi bán nào vợ có bao giờ mà nghe cái chuyện nước lèo bị mặn đâu. Mặn dữ lắm. Không tin chứ gì. Được rồi, anh Năm, anh Năm. Hả? Bữa nay ăn hủ tiếu nước lèo tôi thấy sao anh Năm? Vô miệng dữ lắm cô Tư ơi. Nghe chưa? Chị Tám, chị Tám. Hả? Bữa nay nước lèo tôi nấu sao chị Tám? Trời ơi, ngon quá trời chứ có mặn gì đâu. Đó, nghe chưa? Mặn lắm, trời ơi, mặn hơn muối luôn á, thử miếng đi. Để đó con thử, để con. Sao? Có bị gì đâu. Lưỡi là mặn gì á, mặn vậy mà nói không có gì đâu. Tôi thêm có mặn chỗ nào hết á. À, hôm bữa tôi nghe nói là anh định mở quán hủ tiếu đúng không? Gì? Có khi nào á là... À, mẹ hiểu rồi, để mẹ. Sao? Cậu bôi nhỏ. Hủ tiếu của tôi, cậu tới đây để nói với bà con nói sớm là hủ tiếu của tôi dở hả? Không cậu phải. Tính cậu làm bá chủ thương trường hủ tiếu hả? Cậu làm cho tôi xấu hổ với bà con lối sớm ở đây hả? Không phải đâu Tư ơi. Không phải cái gì hả? Bây giờ đứng ở đây làm gì hả? Muốn làm cái gì? An, bạn của mày thủ đoạn dễ sợ vậy đó. Đâu phải. Hủ tiếu tao từ hồi nào tới giờ đâu bị mất tiếng đâu, nghe. Bây giờ mày tới đây nè, mày làm xấu tao đó hả? Bà Tám, mà thấy tôi nói vậy đúng không? Trời ơi, nó lại nó quậy bà đó. Đúng không anh Lâm? Ờ, đúng rồi, nó lại nó phá đó. Mày thấy chưa? Mày nghe chưa? Tư à, Tư Hiếu bình tĩnh đi Tư. Hãy nghe con giải thích đi, đừng có nghe kẻ xấu dèm pha mà. Kẻ xấu dèm pha? Kẻ nào? Kẻ xấu đó là con của tao đó. Ê, bây giờ mày đứng ở đây mày nói một hồi với mày tin không? Cái tô hủ tiếu này nè, đập vô mặt mày đó. Giờ mày đi không? Đi. Ê, đừng nghe con giải thích đúng không? Đừng nghe con giải thích đúng không? Giải thích con thủy. Ăn chồ hả mày? Ăn gì hả mày? Trả 15.000 đây mày. Ê. Đi đâu? Nè, anh làm gì vậy? Muốn ăn hủ tiếu nữa hả? Cô giỏi lắm. Dám chơi tôi hả? Tôi chơi anh gì? Cái tô hủ tiếu đó là do chính tay cô làm. Bỏ nửa ký muối trong đó ăn một miếng muối lên tăng xong luôn vậy không gọi là chơi à? Nè, há miệng không sợ bắt quay hả? Anh làm cái gì mà anh rình rình theo tôi? À, cũng lý sự lắm. Cô thuộc cái thể loại gì á? Cô không phải là loài người. Cô là ma hả? Sao thoát ẩn thoát hiện như bóng ma vậy? Cô có biết là tôi tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức, tiền của mới bắt được cô ở đây không? Nè, ăn nói cho đàng hoàng. Tôi làm gì mà anh bắt tôi? Hãy đợi đó, có ngày tôi sẽ cho cô biết tay. Tôi mà bị cái gì, anh cũng bị liên lụy đó nha. Ô, cô hù tôi á, cô hù tôi hả bóng ma? Tôi không có sợ ma. Ở đây luôn hả? Còn tàn hình đi đâu nữa không vậy? Không có liên quan cho anh. Có liên quan chứ. Để tôi nhắc cho cô nhớ nha. Đừng có làm chuyện ác. Công lý này luôn đứng về lẽ phải. Tôi sẽ theo cô như hình với bóng, một bước cũng không rời. Cô liệu không?
Tôi đã trả cho anh bao nhiêu tiền rồi mà anh cứ ám ám tôi hoài vậy? Đúng vậy. Những gì mà tôi kể với anh từ nãy giờ, sau cái chết của ông Sự thì con trai tôi bị bắt cóc, dì nhớ hoàn toàn biến mất, còn Thủy An thì lại xuất hiện. Tất cả cùng xảy ra chung thời điểm như vậy. Tôi tin hai người đó là một. Nhiệm vụ của anh bây giờ là hãy chứng minh nghi ngờ đó của tôi. Tôi nghe nói ông Sự ông tự tử chết mà. Tôi không tin. Trước đó anh ta còn đến tìm tôi nữa mà. Anh ta còn gian xin tôi là bảo vệ mạng sống cho anh ta trước sự đe dọa của Thị An nữa. Sau cái sự đe dọa đó thì anh ta chết, con trai tôi thì bị bắt cóc. Mặc dù công an đã chứng minh là hai người đó hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi tin là trong chuyện này có gì đó mờ ám. Anh giúp tôi được không? Được. Nhưng mà vậy, áp lực thì phải đi kèm với lại động lực. Tôi hứa với anh, nếu anh chứng minh được nghi ngờ của tôi sẽ thưởng cho anh hậu hĩnh. Đừng có ăn bớt đồng nào của tôi là tốt lắm rồi, không cần phải thưởng thêm đâu. Hy vọng lần này anh không làm tôi thất vọng. Tôi chưa bao giờ làm cho cô thất vọng. Chẳng qua vụ án này quá hóc búa mà cô cho tôi quá ít thời gian.